Gớt anh em ơi, gớt anh cu rồi, rồi sao lộn anh em. còn sống. Bòi nó. Không, nó bay đó, nó tỉnh. Rồi chết rồi bê, chết rồi. Sao vô? Sao vô? Kìa còn sống, kìa sống kìa, thấy không? Cãi. Má dướng. Chết rồi bê. Ờ chết rồi bê ơi. Chừng vô chạc đó. Leo được không? Má leo sợ người ta la không ta? Thằng kia vô được không ta? Má leo sợ la quá. Thấy Ngọc hả? Nè lại đây, lại đây. Anh đỡ lên. Đứng đây được không? Nè đỡ lên mới đứng đây được. Cô bự anh em. Rồi gãy cánh này, gãy cánh trong. Còn tươi lắm anh em. Chụp nó bê. Con đầu tiên của hai anh em. Rồi, quá em luôn. Trời ơi con này mà không bự sao được. Con gù gù mà. Ủa nù luôn anh em ơi. Nghe được không? Dân này là dân. Ôi. Kiểm tra coi bị đâu vậy. Quá ngon được rồi anh em ơi, đi anh em ơi. Nghe, thằng em mình bắn đường con nữa anh em. Bự không? Bự. Đừng em ơi, nãy nó bắn mình không quay kịp. Trời ơi, bắn cái bóc mà làm sao mà sống nổi. Ngon quá anh em ơi, được thằng con thứ hai rồi anh em. Đi tiếp anh em ơi, bắn gớt chim rồi, nghe mình quanh. Gần cu. Thẳng vô. Cục điện sẽ tới thước mé tay trái. Thấy không? Rồi vòng vòng đó. Rồi bắn ngay cổ mà. Dừng con cu nữa anh em. Nãy giờ hai anh em còn quặn được mấy con. Thì anh thấy gớt. Ừ. Còn sống không? Sống thì để anh lấy dây anh cục lại cho tươi. Ủa nó nặng tay luôn má ơi. Gãy cánh nè. À gãy chiếc cánh trong hay ức mà. Được con này nè mày. Bà con. Đi chưa được cái 500m nữa. Máu không rồi bê. Gớt ngay cầu. Rồi đi tiếp anh em ơi. Nay anh em đi săn vòng vòng ở đây chứ không đi xa nữa. Thấy điểm nhìn lại từ nó chưa phát hiện. Gớt rồi bê. Rồi ăn bi kìa. Trời ơi kìa. Anh trúng nhánh cây nơi bị tẹt kìa. Ừ. Lòng ai kìa. Ở trên đó. Không, bắn mẹ chứ, bị mẹ chứ. Bị điệp con làm gì bay được. Ừ, từ kiếm bị mẹ chứ, bị con không bay đâu. Đó bê, ở dưới bê. À. Đẩy bị con đi bê. Đẩy bị con đi. À, thoát luôn à. Chết chưa? Té phải không? Rồi kiếm bị mẹ đi, nó chưa bay đâu, bị mẹ chưa bay. Hèn gì đủ, đảo nó không đi. Mày bị mẹ ngoài á. Bự lắm. Nó bằng con gà trời. Anh em mình thấy bị bịp con này nè anh em. Có một con à. Mình bịp thường được mấy con nữa. Còn hai con nữa thì có. Ừ. Nhưng mà anh em mình kiếm bị bịp mẹ không thấy nè. Gớt chưa? Gớt rồi. Chết không? Chết. Rồi, con bị mẹ đây nè. À, nó sàng qua lại. Đây kiếm anh đưa kiếm được rồi. Giờ lụm mình bịp con anh em. Có ông ngày ba. Giờ nhìn kỹ rồi. Ổ nó đây nè ha. Tới không? Đây tới không? Có con bịp dí được anh em ơi. Bay rồi. Còn con nó anh em mình hạ. Cao ông được tới không? Gì vậy? Có là nó bay rồi.
Kiếm gì vậy? Kiếm gì? Nó nằm ở đâu? Không phải đâu. Nằm đi. Ở đây mũi của anh em ơi. Tụi ca chuẩn bị cái súp heo luôn anh em. Cắn quá chị không nổi. Bây giờ nó gớt đó. Mập không? Ờ. Còn con mẹ bay rồi anh em ơi. Dí không kịp. Ừ, quá mập anh em ơi. Mới gà gàng luôn. Ờ, có thua gì 10 bịp bự đâu. Ngay ngay phổi luôn. Ừ, nhưng mà nó mập có thua gì con bự đâu. Đi tiếp anh em ơi. Mới gà gàng. Phá lục cộm anh em ơi. Ngay đầu à. Bể không? Bể không? Chưa chết mới lụm ngay ba. Con thằng mới nó cầm chơi hoài vậy. Má ơi, con này cắn có độc nè. Chết ngay đầu chưa? Ngay đầu rồi. Chết đây anh em ơi. Gắn bình thường còn dám lụm mà gắn này thì hơi nhát chút nghe anh em. Chưa bà ơi. Thử đi. Giết nó đi. Chà bá luôn anh em ơi. Rồi. Cái này lột da là được, anh em thấy ghê không? Đỡ luôn đi, ra độ cho xe cán đi. Ngủ mã phanh thay. Trời cán luôn, để cái đại thì nói tốt. Đây. Thì ghê quá. Rồi đi anh em ơi. Gớt con nghe anh em. Giỡn chứ nghe mình bắn cái này mày. U nù luôn trời, vô vũ nước đi. Ô, đừng con nghe anh em ơi. Ngay đầu giữa táo luôn trời. Nổ não luôn. Thứ nào chịu nổi. Chị bê. Sao không để anh bắn? Không bay đồng bay. Thì nè, mở tiếng này lên nè, sẵn vô. Ba ơi đụng má vừa tính bắn luôn. Bé ơi, thấy nó chưa? Nó bay cái gì? Má, anh thấy nó mình bắn được. Bay hả? Nó mới xài rồi đó thấy không? Hử? Không thấy nữa hả? Má nó bự lắm bê. Nó bự lắm. Gì? Thấy hướng anh không? Có bắn né nghe. Cái nhánh nhảy, nhảy hướng nhà máy phải không? Chưa, anh chưa thấy đó. Bên đây lùm không à. Qua bụi tre, ra. Thấy nào? Con
Ê, 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 bé, bé, từ từ. Đây nè. Mình cứu kìa. Đứng yên, đứng yên, đứng yên. Tè. Ai chung nhìn cày gì bê. Mấy sạc hoài. Mình cứu mèo đây nè. Thấy con mèo không? Bắn trúng hay gì bê ơi? Ừ. Bắn trúng hay gì á? Khùng quá bây ơi. Ăn viên đạn của anh nữa. Cú mèo anh em ơi. Rớt rồi. Giữa táo rồi. Mày này nè mày. À, chưa chịu chết anh em mày. Xong phim cuộc đời của em được con của mèo anh em ơi. Nãy hai anh em giết mình bị bự lắm. Hôm nay hai anh em bắn về nè anh em ơi, người mưa ầm 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 chạy về luôn. Hôm nay đi vòng vòng với anh em đó anh em thấy không, con chim cú đổ nước sôi vô cái mùi của cú bay lên hôi một cú. Đấy, được mấy con vậy? Cú hai con cú chết rồi. Đạo gì bắn mới có chút xíu vậy. Trời ơi, cu chết luôn rồi, ngợp mưa vậy. Cu con mềm bịp. Chim chút cô. Nước sôi nhổ luôn. Mềm bịp. Trời ơi. Chim sâu. Chim sâu bằng bằng gân chim săn hả? Ừ. Chim săn đâu rồi? Thả ngoài hả? Rồi chín rồi đó. Về cái trộn lên là mình ăn ha. Con còn mềm bịp gà gà ngon. Mắm muối đầy đủ ha. Vậy như đủ mồi rồi, ba con cua rồi, đủ nhậu rồi. Ba con cua, con gì vậy? Mưa mưa. Con cua mèo này bắn mấy viên mới chết. Rồi chào tạm biệt anh em. Hẹn anh em clip sau nghe anh em. Vài bữa nữa cô xuống với tiểu cần giao lưu.